Xin chào tất cả các bạn và các anh chị đến với kênh của Hữu Đào Hyundai. Hôm nay mình sẽ quay cho anh chị và các bạn xem chiếc Accent đặc biệt nha. Và sẽ báo giá cho anh chị và các bạn chiếc xe Accent này các phiên bản lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh cho anh chị nắm nha. Anh chị nào có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay với Đào để Đào tư vấn cho anh chị và các bạn nhận xe. Accent phiên bản đặc biệt thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ chỉ có 589 triệu đồng thôi. Xin nhắc lại một lần nữa cho anh chị và các bạn nắm, đó là Accent phiên bản đặc biệt lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ chỉ có 589 triệu đồng thôi. Accent phiên bản AT thường lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ chỉ có 544 triệu đồng thôi anh chị. Accent AT thường là lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 544 triệu đồng nha anh chị. Một mức giá khá là phù hợp cho một dòng xe hạng B. Lăn bánh xong hết giấy tờ rồi nha anh chị. Accent phiên bản số sàn bản full thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 514 triệu đồng nha anh chị. Số sàn bản tiêu chuẩn lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 447 triệu đồng. Nhắc lại với anh chị một lần nữa, đó là Accent phiên bản số sàn bản tiêu chuẩn lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 447 triệu đồng nha. Rồi các phiên bản Accent lăn bánh tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là bao nhiêu thì sau đây mình xin cập nhật cho anh chị và các bạn luôn. Accent phiên bản đặc biệt lăn bánh tại tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh đó là 569 triệu đồng. Accent phiên bản AT thường lăn bánh tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh đó là 525 triệu đồng. Accent MT full lăn bánh tại tỉnh chỉ có 495 triệu đồng thôi. Accent base thì lăn bánh tại tỉnh chỉ có 427 triệu đồng nha anh chị. Như vậy thì giá xe Accent bây giờ được lăn bánh rất là thấp, phải nói là rất là mềm cho anh chị và các bạn để chúng ta mua xe ở thời điểm này. Anh chị và các bạn, mình có lời khuyên rằng anh chị và các bạn nếu như mà chúng ta đang có nhu cầu mua Accent, xe Hyundai Accent phân khúc hạng B thì chúng ta nên mua tháng 3, tháng 4, tháng 5 và chúng ta nên là mua trước 31 tháng 5 nha. Mình xin nhắc lại một lần nữa là vì sao chúng ta nên mua trước 31 tháng 5. Mua trước 31 tháng 5 thì anh chị và các bạn sẽ nhận được đó là giảm 50% thuế trước bạ đến từ chính phủ Việt Nam. Thế thì một chiếc xe AT đặc biệt bây giờ lăn bánh 589 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu như mà không có giảm 50% thuế trước bạ thì nó lên đến con số là tầm khoảng 620 anh chị. Tại vì thuế của bản đặc biệt lên tới 26 triệu 700, một khoản tiền cũng khá là cao cho một chiếc xe sedan hạng B như thế này. Thì anh chị và các bạn nếu như mà chúng ta thực sự là có nhu cầu mua chiếc xe này trong năm 2022 thì chúng ta nên mua trước tháng 31 tháng 5 năm 2022 để chúng ta nhận được ưu đãi 50% thuế trước bạ đến từ chính phủ nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem qua con xe Hyundai Accent này. Nội thất của xe là màu kem với lại màu đen. Đó, rất là đẹp luôn. Con xe mình đang quay cho anh chị và các bạn xem đó là màu bạc nha anh chị. Hàng ghế thứ hai của Accent thì cũng rất là rộng rãi cho anh chị và các bạn trải nghiệm. Nói chung cái chiếc Accent này thì đã được chứng minh trên thị trường rất là nhiều năm rồi. Và bây giờ nếu như mà anh chị và các bạn đang mua chiếc xe này thì cũng không cần lăn tăn gì nhiều. Chiếc xe này được bảo hành 5 năm cho anh chị khi mà chúng ta sở hữu nó. Bảo hành 5 năm hoặc là 100.000 km. Ngoài ra bên Đào có liên kết với hầu hết tất cả các ngân hàng, lãi suất chỉ từ 0,6% trên một tháng và hỗ trợ cho anh chị và các bạn làm hồ sơ nhanh gọn lẹ trong vòng 1 đến 2 ngày là chuyện bình thường thôi. Chứng minh thu nhập cho anh chị và các bạn và cũng có thể là sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn bùa hồ sơ để chúng ta có một cái hồ sơ vay hợp lệ đối với những cái hồ sơ khó nha anh chị và các bạn. Đó, thì đến đây thì Đào xin kết thúc clip tại đây. Anh chị và các bạn nếu như mà chúng ta đang có nhu cầu mua Accent thì hãy liên hệ ngay với Đào để Đào tư vấn và phục vụ cho anh chị và các bạn ha. Đến đây thì Đào xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn, các anh chị. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút nhận thông báo để chúng ta nhận được nhiều thông tin hơn.
Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ạ.